nhằm đáp ứng yêu cầu của thời đại và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Đoàn Thanh niên thị trấn Bến Lức đã tiên phong triển khai dự án số hóa tên đường, mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong việc cung cấp thông tin, phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển đô thị. Việc số hóa tên đường bằng mã QR đã tạo trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dân và du khách. Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, người dân và du khách có thể khám phá lịch sử văn hóa của địa phương một cách sinh động và trực quan. Thông tin về tên đường, vị trí, chiều dài, các khu đơn vị hành chính sự nghiệp, điểm tham quan dịch vụ đều được hiển thị rõ ràng, dễ dàng khám phá, tìm hiểu. Để đảm bảo chất lượng quy trình số hóa tên đường, Đoàn Thanh niên thị trấn Bến Lức đã thực hiện một cách chuyên nghiệp và bài bản. Sử dụng Google Maps để định vị cái tuyến đường của mình là từ đâu đến đâu. Tiếp theo là mình sẽ tìm kiếm lịch sử. Cái lịch sử ở đây thì mình phải thông qua các cơ quan chuyên môn để đánh giá cái tính xác thực. Rồi sau đó mình mới chèn vào nội dung của Word. Cái thứ ba là mình sẽ xác định những cái đơn vị sự nghiệp hành chính trên cái tuyến đường đó. Sau đó mình sẽ chuyển từ file Word thành file PDF. Sử dụng Google để chuyển file PDF thành mã QR. Trong thời gian vừa qua thì thị trấn Bến Lức cũng đã được số hóa được 7 trên 14 tuyến đường trên địa bàn thị trấn. Thì tới đây cũng sẽ số hóa các tuyến đường nội thị trên địa bàn. Và trong thời gian tới đây thì Đoàn Thanh niên thị trấn Bến Lức cũng sẽ cập nhật thêm nhiều nội dung trong cái mã QR về các cái quán ăn, về các cái cơ sở vui chơi giải trí trên tuyến đường nhằm giúp cho người dân chúng ta thuận tiện hơn trong cái việc đến các cơ sở. Việc số hóa tên đường cho Đoàn Thanh niên thị trấn Bến Lức thực hiện là một sáng kiến đáng ghi nhận, không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới mà còn góp phần xây dựng một Bến Lức hiện đại văn minh. Ngoài việc cung cấp thông tin cho người dân, du khách, hỗ trợ đắc lực cho du lịch tại địa phương, việc số hóa tên đường còn tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp cận với thông tin nhân vật lịch sử cần tìm hiểu, tạo động lực khơi dậy sự hứng khởi và tìm tòi của các em.